Xin chào tất cả các bác đấy. Hôm qua em có làm một cái video ngắn giới thiệu về một số dòng phân tần hoa cũng như một số cái sản phẩm em đang có khuyến mại, cũng như đầu tháng đầu năm thì em khai xuân và khuyến mại một chút cho các bác. Quay lại chủ đề chính ngày hôm nay là phân tần hoa. Thì đây là trước mặt các bác là có hai cái phân tần hoa, một cái là nguyên bản, một cái là đã qua chỉnh sửa đấy. Các bác nhìn thấy bên cạnh này là có một điện trở xứ này, một tụ 3,3, một cuộn dây này, đấy. Một tụ 1,5, một tụ 10 và một tụ 10 nữa. Đấy, cuộn dây. Rồi. Còn bên này thì nó đơn giản hơn, nó có một cuộn dây bát, một cuộn dây dập mà tép. Cuộn này là phụ cho bát nữa. Tụ vẫn như bên kia. Có thay đổi một chút là không có điện trở sứ ở đây, không có cuộn dây đây. Và em thay con tụ 3,3 kia là 1,5 kia là bằng ba con điện tụ 1 mi. Đấy. Cộng thêm một con chảo của Mexico nữa, có chỉ số là 10W 2,5 à 10W 5,1 ôm. Đó, ông ở đâu có ra này. thì về cái phân tần này nó như này. Cái phân tần này các bác xem ở trên mạng thì hiện tại là một số đơn vị khác họ đang bán với mức giá là khoảng tầm từ 750 đến 950 hoặc là tầm 1 triệu gì ấy, cái phân tần này này. Và sau khi bác chủ đã mua phân tần này về và nắp ngay vào một cái thùng loa đấy, thử luôn củ tép to, không có cản kiếc gì hết, không có cản tụ ở đây là còn đỡ nhá. Hôm em sang bên Nam định là mở ra là ở sau củ loa tép, bác chủ còn đấu thêm cả hai con điện trở xứ này vào, bảo anh cản thêm cả vào, thế mà đánh vẫn chết bình thường. Và thấy anh cản thế là đúng rồi, chết là đúng rồi, bảo sao cản thế chưa đủ để gọi là giữ được chân cái dòng điện nó đi qua. Bởi vì mạch này em dỡ ra một số linh kiện nhưng mà tiếng tép gần như không thay đổi đấy. Thế là bác chủ không tin. Bắt đầu em dỡ. Đầu tiên em dỡ cuộn dây ra. Tiếng gần như không thay đổi mấy. Dỡ tiếp con trở ra, nó có thay đổi một chút. Đấy, thế là sau khi đóng lại cả hai con linh kiện vào, nghe nó khác hoàn toàn, và rút hai con linh kiện ra, nghe nó khác hoàn toàn. Đấy, các bác nhé. Các bác lưu ý phân tần này các bác nhìn ở đâu cũng thấy quen cả, bây giờ bán trên mạng rất là nhiều. Đây mà sau này. Đấy, các bác xem mặt sau này, đấy. Ở đây là mặt trước này, SRX 715. Phân tần này hiện tại trên thị trường có rất nhiều đơn vị họ đang bán, nhưng mà hiện tại là tép củ D750 EP Audio ấy, hay là củ Martin hay củ Nexo ấy. Về nắp cái phân tần này vào vào các bác chỉ cần đánh con đẩy tầm 32 sò, nếu mà chỉ cần cho zip mic và là đứt tem luôn, đảm bảo các bác là đứt tem luôn đấy. Cái phân tần này. Đấy, bác chủ bác kể em thấy em về em tả đúng như vậy, không biết là có đúng hay không đấy, các bác nghe em không đúng của quá cho em nha. Rồi, đây là phân tần nguyên bản đấy, và đấy có thế thôi. Rồi bây giờ sang cái chủ đề này, cái phân tần đã được chỉnh sửa thì cái này em chỉnh sửa một chút là như này. Cái video này hơi dài tí. Nó khoảng tầm 10 phút đấy. Thì cuộn dây này em dỡ ra và điện trở em dỡ ra, em để luôn bên Nam Định rồi, không có ở đây. Thì ở đây là có luôn cả thông số kỹ thuật luôn. Họ cũng ghi luôn trên đây là 25W 12 ohm. Và kính thưa quý vị, 25W 12 ohm. Đây là điện trở, tụ điện và cuộn dây. Ba con linh kiện này là đấu song song với nhau các bác nhé. Bây giờ sẽ phân tích cái chân. Đấy, và đây là đường vào này. Đấy, đập này, dương này. Đấy. Đầu tiên là có chân điện trở, hai chân này. Rồi. Tiếp theo là có tụ điện này. Một chân này, một chân dưới này. Đấy, các bác xem này, tụ điện nhá và cuộn dây này. Tụ điện với cuộn dây các bác nhìn chân nó song song nhau này. Đây này, một chân tụ này, một chân cuộn dây này, một chân điện trở này. Đây là một chân cuộn dây này, một chân tụ điện này, một chân điện trở. Tức là ba con linh kiện này đấu song song với nhau. Bây giờ em sẽ rút ba con linh kiện này ra cái là nó sẽ không kêu, bởi vì không có đường dẫn từ cửa in đến chân của con tụ của cản tấm trên này. Đấy, rồi. Thì tại sao nhà máy họ làm này là làm mạch rối. Nói nhanh ra là làm mạch rối mà tép là vẫn chết bình thường. Đấy. Đảm bảo các bác là cái loại này làm nên là nắp vào tép mà dùng con đẩy tầm 32 sò, các bác đánh kiểu là dòng 715 nhá. Nắp đúng cho 715 luôn, tép vào rít mấy cái chết luôn. Cồn mở ra không đen đâu, nhưng nó chỉ đứt thôi. Đấy. Bởi vì màng nó rung quá là mạnh. Còn như phân tần bên em thiết kế và chỉnh sửa lại thì cho các bác zip mic đảm bảo là thoải mái, chỉ sợ các bác bị điếc thôi, ù tai thôi. Còn loại này đảm bảo cho các bác zip thoải mái, zip đèn ga.
Rít kể cả nồi cả cái loa bát ra ngoài đấy. Nồi cả loa bát ra ngoài vẫn bình thường, tép không sao cả, đánh trên bát của đâu mới chơi tép. Rồi ok, thì tại sao phân tần này em làm như thế thì chỉ đơn giản là khanh đạt sao thì em làm vậy thôi. Thôi thì giới thiệu lung tung linh tinh đến thế thôi. Đấy, còn bây giờ sẽ đi vào phần test thử. Một số đây video này em test trong đêm nên là các bác nghe nó không được rõ nét mà chi tiết lắm. Các bác nào nếu mà không chắc chắn thì có thể nghe đi nghe lại một vài lần để cảm nhận thử cái chất lượng âm thanh do cái phân tần này nó phát ra. Và em sẽ so sánh luôn cả hai phân tần. Thôi rồi, mấy bây giờ sẽ mời các bác cùng xem một số video. Người yêu hỡi,